Sunny Star.
một nơi rồi đúng không? Đâu? Helena. Gì không, gà này Linh nói 15 ngàn thôi nè. Phải không? Dạ không, cái này là size 15. Vậy hả? Nhóc con đôi dép của mình nữa trời. 275 ngàn. Tới. Con chịu đâu nào cô? Chịu đâu nào? À, em ẩm lại shop bạn em ơi. Ừ, ẩm lên lên. Để em thay bút rồi có 70-80 ngàn đâu nít à. Ủa rồi có mình tôi thì sao tôi quay? Kìa tôi quay. Vốn càng nhiều đi đếm đi rồi bỏ kiêng coi. Không biết đường chiều gì kiểm soát. Không có, em có ghi điện thoại cho. Anh Vinh đi đâu rồi? Mới đó mà. Ê, là cái quầy của con đây. Cô chú mua sang đá, mua cây kiển, mua bao lì xì của chú ơi. Đi rồi đi. Xì cho cưng mua bao lì xì luôn đây.